Đỗ thì đang xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 24 tháng 4 năm 2017. Ở cái và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quý khách một số mẫu tranh khảm ốc đỏ và đốc lịch khảm ốc. Ở trên mình quý vị đang xem thì chúng tôi đang quay một loạt các chữ phúc, chữ tâm và một số tranh ngũ nhi được khảm ốc đỏ Singapore. Toàn bộ đục chạm khảm đường nét cắt tỉa rất là tinh xảo. Bây giờ chúng tôi sẽ quay chi tiết từng bước một. Đây trên mình quý vị đã xem là hai chữ phúc, một chữ phúc có kích thước là 60x70, chúng tôi đang đánh màu sáng đây để có kích thước là 60x70 và khảm ốc đỏ toàn bộ 100%. Ở bên trong là khảm tứ quý sen cò lồng ở trong, và bên bên cạnh tay phải là chữ phúc khảm lồng tứ linh có kích thước là 80x60 và bốn chữ ở bên trên đọc từ trên dưới là phúc như Đông Hải. Ở bên tay phải là thọ tỵ thọ tượng Lam Sơn, chữ rất là ý nghĩa. Hai chữ phúc là có kích thước khác nhau, một chữ là 60x70 và một chữ là 80x60. Cái chữ 60x70 được làm chất liệu gỗ vụn khảm ốc đỏ Singapore toàn phần. Mỗi lần tôi quay máy nia một góc thì ánh sáng nó sẽ thay đổi theo chiều khác nhau, tức là cái bức này là khảm ốc đỏ Singapore hàng đẳng cấp nhất trong tất cả các chữ ở đây. Chữ phúc này khảm ốc rất là đỏ và đẹp, có kích thước nhân 60x70, được làm chất liệu gỗ vụn và được hoàn thiện ở anh Vĩ Trần còn nguyên vân gỗ. Ở bên trong này chúng tôi là khảm sen cò đây, rất là tinh xảo, toàn bộ là sen cò là được khảm ốc đỏ hết. Phía xa nhìn này quý vị có thể xem này, từng đường nét chi tiết nhỏ nhất tạo thành một cái chữ phúc nhìn rất là sống động ở bên trong. Bên ngoài thì nhìn hình dung là một chữ phúc, nhưng bên trong đi sâu vào đường nét chi tiết thì nó là một cây tùng hạc diên niên. Đây đôi hạc đây, khảm trên nền ốc đỏ rất là đẳng cấp. Chữ phúc này có kích thước là 60x70, tức là chiều cao 70 và chiều ngang là 60. Đường nét khảm rất là tinh xảo và sắc nét. Bên dưới là khảm tùng lộc, ở bên trên là khảm là tùng hạc. À, rất là ý nghĩa. Các đường nét tôi sẽ quay sát máy cho các anh xem. Ốc thì đỏ như là mặt trời. Mỗi một lần tôi đi máy quay là một màu sắc khác nhau. Nên là cái chữ phúc này, khảm ốc này là khảm ốc đỏ rất là đặc sắc, rất là giá trị. Ốc đỏ Singapore. Quý khách nào có nhu cầu muốn sở hữu các sản phẩm đặc sắc này liên hệ trực tiếp với Đỗ Thành Luân chúng tôi tại hai cơ sở Hà Nội và Hải Phòng. Bây giờ tiếp theo là chữ phúc lồng tứ linh ở bên trong, được làm chất liệu gỗ hương đỏ, kích thước là chiều cao 80 và rộng là 60. Chữ phúc ở giữa và năm rơi ở xung quanh tượng trưng là ngũ phúc, ba rơi ở trên và hai rơi ở dưới tượng trưng cho là ngũ phúc. Và trong này chúng tôi lồng tứ linh long ly quy phụng. Quý khách nào muốn xem chi tiết thì liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc là tôi gửi Zalo qua chi tiết để cho quý khách xem. Và đây là chữ tâm. Chữ tâm này có đường kính là 50x70. Chiều ngang là 50, chiều cao là 55 và chiều ngang là 70 phân. Trong cũng là tùng hạc và sen cò rất là đặc sắc. Ở phía trên là bức tranh ngũ nhi. Tích rất là nổi tiếng, rất là hay. Tích ngũ nhi có kích thước là 50x37, chiều cao 37, chiều ngang là 50. Và phía bên này là một chiếc đâu lịch khảm tích bát tiên hội cờ. Tích này rất là đẹp và ý nghĩa, những thú chơi tao nhã của bát tiên. Tích bát tiên hội cờ chữ đông lịch. Chữ đông lịch này có kích thước là 50x70, tức là chiều ngang là 50 và chiều cao là 70. Khảm ốc đỏ Singapore toàn phần. Mỗi lần đi máy quay là một cái màu sắc khác nhau. Bát tiên hội cờ ngồi trên gốc cây đào rất là đẹp và trông rất là vui mắt.
và hai bên chữ là chúng tôi khảm chữ tứ quý chúc thọ an khang, và bên kia là tân niên lộc tài như ý. Và sang đến cái đông lịch tiếp theo, chữ đông lịch này là có kích thước 50x70, khảm ba chữ phúc lộc thọ. Và những chữ ở cái đốc lịch này chúng tôi cũng khảm giống với đốc lịch kia. Bên tay phải là tứ quý chúc thọ an khang, bên tay trái là tân niên lộc tài như ý. À, và phía tiếp theo là chiếc đốc lịch này cũng có đồng kích thước là 50x70, có tích là ngũ nhi cửu đồ. Và chữ ở hai hàng cũng như vậy, tứ quý chúc thọ an khang, một bên là tân niên lộc tài như ý. Đeo khảm ốc đỏ sinh vò, đường nét đục chạm cũng như tỉa tách rất là tinh xảo và nhìn rất là có hồn. Đây gọi là ngũ nhi cửu đồ, và làm chú vé đang chơi đồ chơi. À, ngoài những cái sản phẩm mà khảm ốc này ra, chúng tôi còn rất nhiều các cái tranh nhỏ mini khác, khảm ốc tranh tứ quý, tranh to bên quy vé tổ hoặc thuận buồm xuôi gió, có rất là nhiều. Và kính mong quý khách bớt chút thời gian đến Đỗ Thiên Luân chúng tôi tại cơ sở 1 và cơ sở 2 để tham quan và mua sắm rất nhiều sản phẩm đặc sắc. Em xin kính chào quý khách và xin hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Quý khách có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0972 770888 và 0967 110389.